Xin chào các bạn, hôm nay Thế Giới Mã Vạch xin hướng dẫn các bạn lắp giấy mực và calip máy in Bixolon T403. Để các bạn mở máy lên, mở đầu in lên, có hai cái chốt chỗ này. Rồi. Giấy thì các bạn kéo cái này ra, đây có kéo này, kéo ra hết giấy vô, ngồi giữ ở đây. Rồi dồn xuống qua cái khe này. Nếu mà nó không có vừa thì các bạn kéo hoặc là banh nó ra. Rồi, ok. Xong. Giờ mực. Mực thì các bạn lắp từ bên này qua nha, tại vì cái này nó sẽ vô trong đây. Đó. Mực nó đi hướng từ dưới này đi lên. Đấy, nhé, từ bên này qua. Bạn chú ý là lắp vô cho nó vô khớp cứng này nha, vô khớp cứng này. Sẽ mất cái tem đám này đấy. Dán cố định lên này. Lúc mới đầu các bạn lắp giấy vô ấy, thì cái máy nó chưa hiểu được khổ giấy như thế này. Bây giờ máy nó hiểu khổ giấy rồi. Nhưng mà nếu mà máy nó không hiểu khổ giấy ấy, thì các bạn set giấy, bạn bật đầu in lên và tắt máy in đi. Bấm giữ nút fit, bấm giữ nút fit đây, đây là nút fit. Bấm giữ nút fit đây, bật nguồn lên, đợi khoảng 5 giây, 1, 2, 3, 4, 5, đóng đầu in xuống. Rồi sau đó bạn nhấn nút fit 3 lần, 1, 2, 3. Nếu nó gặp tình trạng như thế này thì các bạn mở đầu in lên. Rồi, thu giấy lại, tiết kiệm giấy. Nếu là cho nó qua cái khe này nhé, đóng đầu in xuống lại. Lại đôi nữa các bạn, mở đầu in lên, tắt máy đi. Tắt lỗi, tắt máy lại. Đây là tình trạng máy không đọc được giấy. Rồi, fit giấy lại, tắt máy, bấm để nút fit, để 5 giây. Đó, ok, đóng đầu in xuống, bấm nút fit 3 lần, 1, 2, 3. Ok, nó ra đúng cái gap này, đúng cái đường xé này là nó đã hiểu giấy rồi. Đúng đường xé này là nó đã hiểu giấy rồi. Rồi bạn bấm nút fit. Nó là từng con như thế này là máy đã hiểu giấy và xài ok.